Thưa quý vị và các bạn, cách đây 78 năm, ngày 19 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử thư đến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số miền Nam Tây Nguyên. Trong bức thư của Bác có đoạn viết: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Máng, Gia Rai hay Ê Đê, Sê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Làm theo lời Bác, thời gian qua, các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum phát huy tinh thần đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây là mô hình nuôi heo sinh sản của gia đình ông A Túp, dân tộc Gia Rai ở thôn Phlay Lay, xã Gia Chim, thành phố Kon Tum. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, những năm qua, ông luôn nỗ lực học hỏi, tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình. Qua tìm hiểu, ông chọn đầu tư mô hình nuôi heo sinh sản. Đến nay, mô hình phát triển ổn định. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu về từ 120 đến 150 triệu đồng. Hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và đồng thời thì phải làm kinh tế như thế nào, mình tự suy nghĩ đi ra để chỉ tính nuôi thôi. Chúng tôi thì trước đây thì nuôi heo thì cách đây thì chắc cũng gần 20 năm trước đang làm xá là nuôi ít, giờ thì về nhà thì từng bước thì có tích lũy lê lại chút xíu là xây thêm cái chuồng to nữa. Chuồng đây thì nếu khả năng thì 60 con, là nuôi một chuồng 15 con. Xã Gia Chim hiện có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Gia Rai, Ba Na chiếm gần 70%. Để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, thời gian qua các cấp ngành, đoàn thể xã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương. Nhờ đó người dân trên địa bàn xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ra sức thi đua phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo. Đơn cử như gia đình ông A Bỉ, dân tộc Gia Rai ở thôn Vlai Bu. Nhờ hội cựu chiến binh xã tuyên truyền, vận động, gia đình ông mạnh dạn chuyển đổi cây mì kém hiệu quả sang trồng các cây lâu năm có giá trị cao như cà phê, tiêu, sầu riêng. Với hơn 4.000 m2, mô hình trồng đa cây của gia đình ông cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng mì trước đây. Thời gian qua, tôi được các cấp hội cựu chiến binh tuyên truyền tạo điều kiện đi tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Gia đình về áp dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình, cố gắng để phát triển kinh tế. Thường xuyên là tuyên truyền về công tác thay đổi, nếp nghĩ cách làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Ví dụ như các vườn không hiệu quả thì chúng ta tiến hành thay đổi trồng các loại cây trồng có hiệu quả tốt hơn, như ví dụ sầu riêng, tiêu, cà phê. Thời gian qua, các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều giải pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, đồng thời triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động có hiệu quả như cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, phong trào dân vận khéo, qua đó góp phần củng cố và tăng cường khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác tuyên truyền đến với bà con trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực phát huy văn hóa, bản sắc dân tộc, như duy trì việc đánh cồng chiêng, múa xoang, giao lưu với các thôn, với các khu dân cư với nhau. Tinh thần đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngày càng được củng cố, bền chặt, tạo cơ sở xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.